Kính chào quý vị, trong ngày cuối tuần, các tỉnh miền Bắc phổ biến ít mưa và có khả năng lại xảy ra nắng nóng gay gắt cục bộ. Như vậy, những ngày mát mẻ sẽ không còn mà tiếp diễn bằng sự oi bức của đợt nắng nóng tháng 6. Theo dự báo, nó sẽ kéo dài đến tận ngày 15 tháng 6. Các hồ thủy điện lớn vẫn trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Nếu không có sự thay đổi về thời tiết thì như dự báo của các chuyên gia, nguy cơ thiếu điện sẽ rất nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống mà còn tác động lên quá trình sản xuất. Nên quý vị lưu ý là sử dụng điện tiết kiệm. Tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết các vùng trong cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía bắc 34 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 m. Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2 đến 3 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, sóng cao từ 2 đến 3 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Thưa quý vị, tại tọa đàm giải quyết bài toán thiếu điện cách nào, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, cho biết đã đưa ra những thông tin cảnh báo về tình trạng thiếu điện rất căng thẳng cho tòa miền Bắc trong những ngày tới nếu nước hồ Thủy điện Hòa Bình về mực nước chết. Theo ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, từ tháng 4 đến nay, tác động của El Nino đi kèm nắng nóng kéo dài và hạn hán trên toàn Việt Nam khiến cho sản lượng điện toàn hệ thống có sự thay đổi rất mạnh, tăng phụ tải lên tới hơn 453 triệu kWh, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Hàng loạt hồ thủy điện khác khu vực miền Bắc cũng đang ở mực nước chết. Ông Trung cho hay, chúng tôi vẫn cần sự đồng hành của khách hàng trong việc duy trì hệ thống điện miền Bắc ổn định. Nếu không tiết kiệm, không có giải pháp sớm, thì khi nhà máy thủy điện Hòa Bình hết nước, về mực nước chết, chúng ta sẽ bị mất nguồn điện lên tới 1.920 MW. Khi nhà máy có vai trò điều tần hệ thống này không còn nữa, sẽ ảnh hưởng rất lớn cho việc cấp điện, không chỉ ở miền Bắc mà ở cả quy mô quốc gia. Tình hình lúc ấy sẽ rất khó khăn và căng thẳng hơn rất nhiều. Về giải pháp cung ứng điện, Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, hiện có 3 nhà máy nhiệt điện đang gặp sự cố và tập đoàn dồn hết sức cùng các đơn vị cố gắng khắc phục sớm nhất. Kỳ vọng đến tháng 7 sẽ có thêm nguồn điện hơn 1.000 MW nhiệt điện than được đưa vào vận hành. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, để giải bài toán thiếu điện, trước tiên phải biết nguyên nhân của thiếu điện là gì, phải khẳng định thiếu điện hiện nay là do hạn hán, nắng nóng. Đây là yếu tố do ông trời quyết định chứ không phải do con người. Ông cung cho rằng việc thiếu điện hiện nay có tính hệ thống, thiếu điện đã được cảnh báo nhưng lại không có hành động rõ ràng. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt, thật quyết liệt từ các cấp cao nhất, câu chuyện sẽ rất khó giải quyết. Thưa quý vị, thông tin từ trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia a không cho biết Công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện do đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW công suất. Việc này đồng nghĩa tình trạng các điện sẽ giảm bớt phần nào. Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, vừa qua một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố như Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2 đã được khẩn trương xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua, một số khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện việc có thêm nguồn nhiệt điện 1.000 MW từ 3 nhà máy nhiệt điện nêu trên quay trở lại cung ứng sẽ giúp tình trạng cắt điện ở miền Bắc sẽ giảm bớt khá nhiều. Cũng theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã và đang nỗ lực phát điện thương mại, xử lý các sự cố để đảm bảo sản xuất nhiều điện nhất cho đất nước, giảm thiểu lượng điện thiếu hụt cho miền Bắc. Tính từ thời điểm tổ máy S2 đã hòa lưới điện lúc 13 giờ 28 ngày 13 tháng 5, tổ máy S1 đã hòa lưới lúc 20 giờ 58 ngày 25 tháng 5, tổng sản lượng điện của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 lên lưới tính đến 24 giờ ngày mùng 5 tháng 6 là 326,8 triệu kWh điện thực phẩm. Ban quản lý dự án nhiệt điện dầu khí Thái Bình 2 cho biết, hiện tại tổ máy S1 đang vận hành công suất tối ưu do sự điều độ của A0 từ 520 đến 540 MW. Tổ máy S1 đang tạm ngừng vận hành để sửa chữa, dự kiến đến ngày 11 tháng 6 sẽ vận hành trở lại. Cũng theo ban quản lý dự án nhiệt điện dầu khí Thái Bình 2, từ ngày hoa lưới điện đến nay, cả hai tổ máy của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 bị 6 sự cố chính liên quan đến nhánh khói, bơm nước ngừng, rung gối trục. Đội ngũ cán bộ bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy đã khẩn trương khắc phục kịp thời, bảo đảm chất lượng điện sản xuất theo điều độ của A0. Nếu nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành tối đa công suất cả hai tổ máy S1 và S2 thì có thể sản xuất khoảng 6 triệu kWh điện thương phẩm một tháng, tương ứng lượng than tiêu thụ khoảng 100.000 tấn. Trên cơ sở huy động điện của A0, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đang kiến nghị TKV đảm bảo khối lượng, tiến độ cung cấp than theo kế hoạch trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cũng cho biết hiện nay lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu các nhà máy thủy điện vận hành phát điện cầm chừng bằng lưu lượng nước về nhiều nhà máy vẫn phải dừng phát điện chủ yếu tập trung khu vực bắc bộ bắc trung bộ như sơn la lai châu hội quảng thác bà tuyên quang hủa na trung sơn để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành với lưu lượng và cột nước thấp dưới thiết kế Trước tình trạng dự báo nắng nóng kéo dài, các chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường tích nước các hồ thủy điện, đặc biệt sử dụng nước điện hiệu quả tiết kiệm. Dự báo trong vài ngày tới, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, các hồ thủy điện tích cực tích nước để vượt qua mực nước chết. Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn liên tục đôn đốc tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn nhiệt điện nhằm ứng phó với tình trạng các hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai của vtc news đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị có ngày cuối tuần vui vẻ